Tìm về tranh sen làm người ta liên tưởng đến những họa sĩ, trong đó tất có Đặng Phương Việt. Và nhắc đến Đặng Phương Việt là người ta nhớ đến sen. Họa sĩ Đặng Phương Việt đã được định danh trong làng tranh Việt bằng cái tên Việt Sen. Để có được điều đó là cả quãng đường chung thủy đồng hành với sen cổ Anh, từ những bức vẽ sơn dầu đầu tiên đến những tác phẩm sơn mài hiện nay. Được định danh trong làng tranh Việt bằng cái tên Việt Sen. Tuy nhiên, chặng đường Đặng Phương Việt đến với tranh sen sơn mài không hề dễ dàng. Bén duyên với tranh sơn mài từ nhỏ, trong những lần phụ giúp bố, nhưng Đặng Phương Việt lại chọn chuyên ngành đồ họa khi thi đỗ Đại học Mỹ thuật và khởi nghiệp với tranh sơn dầu. Để rồi cách đây 5 năm sau khi bố mất, Đặng Phương Việt mới tìm về với tranh sơn mài trong mong muốn sẽ hoàn thành bức tranh còn dang dở của bố. Tôi trở lại với sơn mài được 5 năm và tất cả những kỹ thuật đấy nó ùa trào trở lại trong tôi. Từ ấu thơ, thiếp vàng, dán trứng, rồi là vẽ màu trên vàng và vàng thúc, vàng say, rồi là vàng dát, tất cả mọi thứ trộn màu trong vàng. Vậy thì tranh sơn mài là hội tụ của tinh hoa của kim mộc thủy thỏa thổ của ngũ hành. Đó là người Việt Nam đã đưa vào hết trong tranh. Và dù với tranh sơn dầu lúc trước hay tranh sơn mài bây giờ thì Phương Việt đều chọn vẽ sen, bởi với anh đó là loài hoa mang trong mình tâm Phật, đã dẫn anh đến với đạo Phật, trở thành Phật tử quy y ở chùa Hương, được đặt tên với pháp danh Quảng Lưu, rồi gia nhập nhóm họa sĩ Phật tử Mặc Hương. Anh từng có thời gian dài ở Tùng Lâm Hương Tích nghiên cứu kinh pháp hoa, tạo những chuyển biến về tư tưởng cũng như đời sống tinh thần, từ đó giúp cảm nhận tốt hơn về sen, biểu tượng của Phật giáo. Vẻ đẹp của nghệ thuật sơn mài trong tranh Phương Việt có thể thấy rõ ở độ sâu của màu, được tạo ra từ tầng tầng lớp lớp sơn. Qua mỗi lớp mài, màu của tranh càng thâm trầm và sắc nét hơn. Thì tôi thấy rằng là sơn mài nó mang lại vẻ đẹp rất là truyền thống Việt Nam, có một cái gì đó gắn kết được cái hồn dân tộc Việt Nam. Nhưng mà cái truyền thống của tôi đã được biến thiên trên những câu chuyện hiện đại của chính bản thân tôi và tình cảm của tôi và cái cách đi riêng, con đường đi riêng, để đem lại cho người xem những tác phẩm sơn mài hiện đại trong cái quan niệm, trong cái nhìn mới của thế giới hội họa Việt Nam nói chung. Chất liệu truyền thống sơn mài Việt Nam chính là nét đặc sắc vẫn luôn được thế giới hội họa quan tâm và đánh giá cao. Vì vậy, việc giữ nguyên chất liệu và quy trình sáng tác thủ công của họa sĩ Đặng Phương Việt đã góp phần nâng tầm và phát huy giá trị nghệ thuật Việt Nam đến với thế giới.